mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái module LED Matrix 8x32 loại 2 màu RG. Ở đây nó có 2 màu đỏ và màu xanh. Bây giờ mình đưa vào quá trình test thử cho các bạn xem nhé. Đây là cái mạch điều khiển này. Mạch điều khiển này thì sử dụng chip Atmega 8. Đấy. Mình đã thiết kế cắm trồng rồi. Đây là con IC ổn áp nguồn. Rồi, bây giờ mình test cho các bạn xem. Giới thiệu qua chút về cái module này. Đây là module 2 màu. LED là 3.75 loại 2 màu. Màu đỏ và màu xanh lá. Thì trong quá trình phối màu mình sẽ phối được rất là nhiều màu. Đây là có hai cổng này. Cổng in này, cổng out này. Thì trên này nhà sản xuất đã ký hiệu hết cho mình rồi. Dưới là sử dụng IC 74AC595. Con này ok. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái mạch mà mình đã thiết kế nhé. Đây nó có cái răm này. Cắm theo chiều này. Đấy. Ok. Tiếp đây. Mình cắp nguồn thì mạch này mình thiết kế đầu vào cắm nguồn thì từ 6 đến 30V nên là mình cấp. Bây giờ mình đang cấp là 12V. Có IC ổn áp 5V rồi nên là không sợ cháy. Đấy. Ở đây thì có một cấu tắc nguồn này. Rồi. Các bạn xem chương trình nó chạy nhé. Hơi mờ đúng không? Đấy. Rất là nhiều cái hay. Sản phẩm này thì các bạn có thể trưng bày ở bàn làm việc hoặc là ở trên tủ sách, trên bàn TV. Thì ngày Tết mọi người vào thì các cái dòng chữ này nó sẽ chạy, rất là đẹp. Đấy, đây là hiệu ứng của nó. Hiệu ứng đang là hai màu cùng sáng. Đây là màu đơn màu, mình đang để là Happy New Year. Tốc độ nhanh chậm thì mình có thể thay đổi được. Thay đổi như này thì bằng cách là mình thay đổi trên code thôi. Code thì mình sử dụng code Vision An Khang Thịnh Vượng. Đây là LED, 4 con LED 8x8 tại 3.75 2 màu. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bên cốt cho các bạn xem một cái đoạn cốt của nó nhé. Ở đây thì cốt mình sử dụng cốt Vision AVR. Và cái ký tự mình đang để ra đây. Đây là mình có thể đánh theo ý muốn này. Đấy. Test module này. Happy New Year An Khang Thịnh Vượng và Sự Nhí này. Đấy. Đây là code AVR. Sử dụng cho chip Atmega 8. Trên này là một số cái thư viện phông chữ này. Thầm mơ Matrix. Thì các bạn mà muốn share code này thì liên hệ với nhóm bên mình sẽ share code này cho các bạn. Thì các bạn về các bạn phát triển nó lên nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.